Nam thanh niên nghi bị chủ cửa hàng nhốt, tử vong trong tư thế treo cổ. Nam thanh niên thiếu nợ tiền thiết bị âm thanh và được chủ hàng đưa về một căn phòng khóa trái cửa, sau đó mọi người phát hiện anh này tử vong trong tư thế treo cổ. Trưa mùng 3 tháng 4, Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của anh PQK, 32 tuổi, quê Quảng Trị. Anh ta được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trong một căn nhà trong kiệt 234 Đỗ Bá, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Thông tin ban đầu, anh ta là người chuyên lắp đặt âm thanh cho các cơ sở. Thời gian gần đây, anh ta có lấy thiết bị đi lắp đặt cho các cơ sở nhưng chưa trả tiền cho chủ hàng. Chiều mùng 2 tháng 4, chủ hàng tìm gặp được anh ta và đưa anh ta về một căn nhà trong kiệt 234 Đỗ Bá. Sau đó, chủ hàng khóa cửa ngoài và để anh ta ở lại bên trong một phòng trong căn nhà này. Anh ta ở lại đây một đêm, đến sáng hôm sau thì mọi người phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.